Đấy. Nóng thế. Mà đây nào nó còn mát hơn mấy hôm rồi đấy. Mấy hôm nữa nó mát. Ờ cái vấn đề này nói thật ra là tôi nhận rồi mà. Tôi nhận là các cái dòng mà nó dây thép, dây đồng là mình cũng không hiểu gì. Mình chỉ biết là đẹp thôi. Mình cũng chả hiểu mẹ gì. Đấy là cái việc mà bán những cái cây tiền tỷ ở trên mạng hoặc quay những cây tiền tỷ trên mạng mà không phải là theo cái kiểu là làm thương mại ấy. Chứ không phải chia sẻ vui vui như mình này. Chia sẻ về đời sống thì có những thằng mà nó kiểu nó nhìn vào cái quá khứ người khác ấy. Để nó không chịu làm gì ấy. Hoặc nó chê bai người khác trên cái vốn hiểu biết hạn hẹp của nó ấy, thì sanh si làm củi. Nhưng thực tế này tôi bảo rồi, khi mà cái loại nào nó đi qua cái trào lưu mà bão à cái sốt rồi, sốt thì các ông phải hiểu là cái thời điểm mà kể cả mộc cũng thế, mộc nó thời điểm sốt nó cứ tên là mộc là giá cao, nó cao hơn bình thường. Cái thời điểm sốt của xanh si hoặc bạch hải đường này cũng thế, thời điểm xanh si này nó sốt đấy, cứ tên là xanh si là đắt, là có tiền, nó cứ có tên là xanh si, cứ mày cứ tên là xanh si là có tiền. Nếu mà đến một thời điểm khi mà nó đi qua cơn sốt rồi thì nó lại đi vào cái chất. Con người cũng thế, nếu mà để tồn tại lâu nó phải có cái chất khác biệt. Nhưng khi mà Facebook nó đề xuất thì tôi nói nội dung mẹ thì tôi chỉ cần quay xong rồi tôi cầm cái biển kéo cũng được đề xuất, xong chúng nó vào nó chửi bới xong rồi chúng nó tranh cãi tùm lum. Nhưng để mà tồn tại lâu dài thì nó phải là cái kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm mà ông Thái Công ông nói này. Còn khi mà theo như cái gì mà mình gần đây mình ấy thì nó là cái đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Nhưng nếu mà để mà phảng phất theo thời gian thì các bạn hoặc là chỉ một bữa hai bữa mà nó được đề xuất hoặc nó nổi xong rồi chúng nó vào cái chủ đề tranh cãi thì thông xoáy ca nó cũng nổi. Để mà lâu dài thì thông xoáy ca cần nhiều tố chất hơn như thế nữa. Nhưng không phải chỉ có bộ nhá mà 9630 được. Đấy, khi mà đi qua cái cơn sốt của khi mà nó ở trong cơn sốt thì cứ là xanh si là nó sốt. Còn sau cái cơn sốt rồi thì nó phải là cái thực lực. Tôi không biết đắt rẻ đâu nhá. Những cái loại mà hơn tỷ này tôi cũng không biết đắt rẻ đấy. Tôi nhận rồi. Không hiểu gì cái bọn dây đồng dây thép này đâu. Wi-Fi thì đi ra ngoài sợ nó không được lét. Nhưng đại ý là tôi cũng biết là cái gì đẹp. Tôi phải nói thật là cũng biết cái gì đẹp. Nhưng mà bảo là bỏ 1 tỷ ra để mua cái nọ cái kia thì nó phải theo sở thích. Nó phải theo sở thích. Ví dụ như là tôi phải thích cái loại nào. Chứ bây giờ mà bảo là mà một cái bút ký của anh Tanh mà 16 chữ mà mua hơn 100 triệu thì tôi yêu khoa học lắm nhưng mà tôi cũng không thừa tiền đến cái mức ý. Nhưng mà nhiều ông có tiền thì ông vẫn mua những cái 16 chữ mà hôm trước tôi nói đây. Nơi nào có ý chí, nơi có con đường mà cái ông kia ông phải bỏ mấy trăm triệu ông mua có 16 chữ ý. À cái gì nhỉ? Chỉ cần có ý chí ông anh Tanh, ông ấy ghi, chỉ cần có ý chí tự khắc sẽ có cách. Đấy, có mười mấy chữ, hơn 100 triệu, bút tích của anh Tanh. Đấy, con này hơn tỷ này, con này hơn tỷ. Ông nào ông biết tí về dây đồng dây thép hoặc là xanh si hoặc xanh Nam Điền hay Nam Điếc hay xanh quê xanh kiếc thì ông mới biết. Mình đây cũng chả biết cái mẹ. Nói thật chỉ biết là cái nào đẹp thì tôi vẫn biết là đẹp. Nhiều ông hỏi thiền sư là thế bây giờ gái đẹp đi qua thì thầy có biết đẹp không? Thật sự là kể cả thiền sư thì người ta biết là ai đẹp chứ, có phải người ta mù đâu. Ông là thiền sư nhưng ông đâu có bị ngu. Đẹp là ông ấy biết. Những cái đẹp chỉ để đem trưng. Nói chung là bệ biết u cục. Tay tiếc này xoắn lung tung. Hơn tỷ. Không si không người đơ. À đây. Ở đây. Đây còn có mỗi một cây. Có mỗi một cây để tôi nói về cái chủ đề mà nhiều ông bảo là xanh si làm củi. Ở đây có mỗi cây. Nếu mà Văn Giang thì là nhiều anh em có. Hôm nào bảo cái thủy nó quay xanh si mà em chỉ thích xanh si. Cái thứ nhất là khi mà các bạn bỏ hơn tỷ ra các bạn mua thì thực ra là các bạn phải có rất nhiều tiền. Cái thứ hai là các bạn phải thích cái sản phẩm xanh si này, phải biết về xanh si. Còn cái thứ hai, cái mà thành xu hướng gần đây ấy, là người ta bỏ 1 tỷ ra người ta mua là người ta hy vọng là người ta sẽ bán được 1.5 tỷ hoặc 1.5 tỷ. Đấy, tức là có thể người ta chụp cái cây này không thích đâu, người ta thấy hay chụp mà giá có thể giá cao. Ông gã đầu bạc ấy, ông ấy quay cây này chẳng hạn, ông ấy hy vọng là ông sẽ bán được 1.2 tỷ, 1.3 tỷ, 1.4 tỷ hoặc 1.5 tỷ thì ông mới quay. Đấy. Tôi thấy thì trên cái kiểu mà tôi chả hiểu gì về xanh si mới cả không hiểu bọn dây đồng dây thép thì tôi thấy cũng đẹp, nhưng mà bỏ hơn tỷ ra thì nói chung là tôi còn phải nhiều thứ khác tôi mới bỏ ra.
Tự nhiên cái có cái tay này thò 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 thõng thõng xuống. Còn đây là cái phần này phần tử. Nhớ biết có ăn có chết không? Nam Điền à? Ăn không sao. Tức là có thể là chống đói cho tôi được. Mua hơn tỷ về nhưng mà khi nào mà nhà hết gạo là cũng có ăn được. Ăn là về là lo. Lo thì không ngon. Khi nếu chúng ta không thích hoặc chúng ta không có nhiều tiền ấy, không có tiền thì chúng ta bảo thôi bỏ 1 tỷ ra mua đàn trâu đàn chó về ăn dần. À, hơn tỷ đấy. Đau hết đầu. Nha. Đây, nếu mà muốn bán cây này nhá, đầu tiên phải đo, xong phải có tí hiểu biết về dây đồng dây thép, sẽ nói tay nọ bay tay kia, xong rồi dáng thế nọ kia, xong rồi lịch sử, hoặc là gắn cho nó một câu chuyện. Gắn cho nó một câu chuyện. Tôi khai thác cây này từ đây đến đây vất vả như thế nào, nó cuốn hút, nhưng đây mình biết mẹ gì đâu. Nếu cũng thấy là trên toàn tổng thể thì nó cũng là một cái tác phẩm nó đáng để xem. Nhưng mà nếu mà để hiểu về nó thì nói chung mình chả hiểu mẹ. Cái tay chính này, may không? Bố cục nó khá hài hòa. Nhỉ. Để tôi quay cho không. Quay mộc đây. Mộc đây anh ấy bảo là bây giờ mà thích thì nói là mộc ta cũng được. Xong rồi rất nhiều ông Phú Thọ rồi ông nọ ông kia. Cũng nhà vườn lớn nọ lớn kia. Mua mộc này về xong rồi cũng đánh cháo khái niệm là mộc ta. Thì nói chung là cuộc sống nó có người nọ người kia không ạ? Đây, mộc đây. Cái Thủy nó bán cây này 50 triệu. Chả biết đâu. Ngoài cái Thủy ấy. Vanh con này khá to. Có mấy cây. Cây kia bán rồi. Ở nhiều ông nghiện là nhiều ông nghiện mộc chỉ muốn quay mộc. Cái loại này ngày xưa nếu mà chỉ có một thân này thôi. Nhiều ông ấp ủ là về xong rồi tách xong rồi chiết nhưng mà... chiết nó ấy mới cả hết pin rồi, điện thoại hết pin rồi. Vanh con này cũng phải gần 30 mỗi thân. Dăm chi thì nó cũng, nói chung là nó cũng ngở ngợ như mộc ta. Bảo là cũng người loại người kia mà mang về đánh cháo khái niệm. Nói chung là làm giàu từ cái xu hướng bây giờ ấy, người ta làm giàu từ niềm tin của cái người đối diện. Người ta làm giàu mới đi xa khỏi cái này nó mất sóng wifi. Tôi năm nay rồi tôi không nạp tiền điện thoại cho nên là có một loạt các cái sản phẩm nữa cơ. Nhưng mà nó nói chung là kiến thức của mình bây giờ về các cái dòng cây ngoại nhập này nó có giới hạn rồi. Bây giờ mà muốn ví dụ như là muốn tìm hiểu về Bạch Hải Đường nha, mình phải gán cho nó một câu chuyện về lịch sử của Bạch Hải Đường. Đủ vốn hiểu biết. Nếu nói về cái Bạch Hải Đường này tôi lại nghĩ đến cái chuyện giá đất giá cát rồi các thứ linh tinh. Mình thì chả có xuất đất nào nhưng mà nghĩ nó cuộc sống nó cứ thế. Đất cát vốn dĩ hàng mấy nghìn năm này nó cũng chỉ thế thôi, nó cũng vẫn như thế. Nó tự nhiên bây giờ nó cứ thế điên đảo. Người cả đời vật lộn để thôi đi về thôi. Hết pin rồi. Hôm nay quay cho mọi người chiêm ngưỡng Bạch Hải Đường, cây đã từng là tiền tỷ. Biết đâu mai sau 1-2 năm nữa nó vẫn là tiền tỷ. Tố chất của nó thì vẫn thế mà. Vẫn thứ nhất là cái độ khan hiếm của thị trường. Còn chủ yếu ví dụ như chúng ta mà bây giờ tự nhiên nó đang sụt như thế mà chúng ta đẩy nó lên thành trào lưu thì nhiều người dẫm phải cất rồi thì có lẽ có cho tiền cũng không muốn dẫm phải cất lần thứ hai. Đầu tư gọi là đầu tư mạo hiểm đấy. Những cái ông ấy là có những cái ông mà mua Bạch Hải Đường cái lúc sốt đấy là cái ông ấy có những cái tố chất của đầu tư mạo hiểm. Ê, bây giờ tầm này nó rẻ rồi, ngày xưa tầm 400 triệu. Cao vết gốc to ghép trên đấy đi.